Nhật ký trong tù của Đức Hồng Y Pheo đã được xuất bản. Theo báo AP, nhà xuất bản Ignatius Press của dòng tên ở Hoa Kỳ dự kiến sẽ xuất bản vào mùa xuân năm 2021, một phiên bản rút gọn Nhật ký trong tù của Đức Hồng Y George Pheo, khoảng 1.000 trang, hoặc tập thứ nhất của bộ hồi ký. Cha Joseph Fresio, dòng tên, người thành lập nhà xuất bản Thánh Ignatio, nói với hãng tin CNA rằng tạp chí này sẽ cho thấy Đức Hồng Y Pheo mà tôi biết và mọi tín hữu công giáo nên biết. Đức Hồng Y Pheo đã loan báo Chúa Kitô và giáo huấn luân lý của giáo hội mà không sợ hãi và với sự nhận thức hoàn toàn về cái giá Ngài phải trả. Và Ngài đã phải trả giá bằng sự hài hước và giống như Chúa Kitô, tình yêu dành cho kẻ thù của Ngài. Đức Hồng Y Pheo nguyên là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ngài bị kết án vào năm 2018 về nhiều tội lạm dụng tình dục. Vào ngày 7 tháng 4, Tòa án tối cao Úc đã đảo ngược án tù 6 năm của Ngài. Tòa án tối cao phán quyết rằng Ngài vô tội đối với những tội đã bị kết án bởi Tòa án cấp dưới và Tòa phúc thẩm đã không giải thích được sự nghi ngờ hợp lý. Có sự chia rẽ sâu đậm ở Úc về vụ án của Đức Hồng Y Pheo, vì nhiều chuyên gia về luật pháp nói rằng không có bằng chứng ủng hộ những cáo buộc chống lại Ngài và phê bình chỉ trích phiên tòa của Ngài. Đức Hồng Y đã ở tù 13 tháng cho đến khi được Tòa án tối cao của Úc tuyên bố vô tội vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Hồi đầu tháng này, khi chia sẻ với các sinh viên Úc, Đức Hồng Y nói rằng thời gian ở tù khó khăn và không dễ chịu, nhưng không phải là hình thức đau khổ tồi tệ nhất có thể. Ngài nói rằng thời gian ở trong tù đã củng cố chân lý của quan điểm Kitô giáo về sự đau khổ cứu chuộc. Cha Fessio cho biết Ngài đã đọc nửa cuốn nhật ký và nó thật phi thường. Cha nói, tôi nghĩ nó sẽ như một tác phẩm tu đức cổ điển.